COVID-19 vẫn là mối nguy lớn với sức khỏe cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 13 tháng 4 khẳng định COVID-19 vẫn là mối nguy hiểm lớn với sức khỏe cộng đồng, nhấn mạnh các quốc gia không buông lỏng cảnh giác. Trong bối cảnh nhiều quốc gia nới lỏng các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng giảm mạnh số lượng xét nghiệm virus, nhóm chuyên gia của Ủy ban khẩn cấp về COVID-19 của WHO nhận định còn rất lâu nữa đại dịch mới kết thúc. Chủ tịch Ủy ban phát biểu giờ không phải là lúc để chúng ta mất cảnh giác. Ngược lại, đây là một khuyến nghị cực kỳ mạnh mẽ rằng là COVID-19 sẽ không chấm dứt sớm. Virus còn lây lan rất mạnh, tỷ lệ tử vong vẫn cao và mầm bệnh đang tiến triển một cách khó lường. Ông cho rằng giờ không phải là lúc để chủ quan trước virus hoặc buông lỏng giám sát, xét nghiệm và báo cáo các ca mới. Ông khuyến cáo các quốc gia tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp y tế công cộng, không được phép ngừng chiến dịch tiêm chủng. Ủy ban cho biết thêm, chúng tôi nhất trí đại dịch COVID-19 vẫn là sự kiện bất thường, tiếp tục ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân trên toàn thế giới, gây ra nguy cơ lây lan toàn cầu liên tục. Ủy ban khẩn cấp về COVID-19 của WHO tuyên bố COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm ngày 30 tháng 1 năm 2020, khi bên ngoài Trung Quốc chỉ còn dưới 100 ca mắc và không có trường hợp tử vong nào. Đây là cơ chế được quốc tế công nhận để kích hoạt phản ứng quốc tế với một đợt bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, đến 11 tháng 3 năm 2020, khi giám đốc WHO chính thức gọi đây là đại dịch, thì nhiều quốc gia mới nhận thấy đây là mối nguy hiểm. Và kể từ đó đến nay, Ủy ban khẩn cấp về COVID-19 họp 3 tháng một lần để thảo luận về đại dịch và đưa ra những khuyến cáo. Tuần trước, số ca tử vong mới ghi nhận trên toàn thế giới tiếp tục giảm trong 3 tuần liên tiếp. Các nước báo cáo hơn 7 triệu ca mắc, hơn 22.000 trường hợp tử vong, số người tử vong đã xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch khởi phát. Tuy nhiên, thì một số quốc gia vẫn đang chứng kiến các ca nhiễm tăng đột biến nghiêm trọng, gây áp lực lên các bệnh viện. Ông Tedros nói rằng, loại virus này theo thời gian trở nên dễ lây lan hơn, vẫn gây chết người, đặc biệt là với người không được bảo vệ và chưa tiêm chủng, người không thể tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sử dụng thuốc kháng virus. Ông kêu gọi cộng đồng tiếp tục tiêm phòng và đeo khẩu trang, đặc biệt là ở những không gian kín và đông đúc. WHO cho biết Omicron chiếm 99,2% số mẫu bệnh phẩm thu thập và giải trình tự gen virus trong 30 ngày qua trên kho dữ liệu GISOS. Biến chủng Delta giảm xuống dưới 0,1%. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.